Bài số 27. Nihon e ikimasen ka? Bạn có đi Nhật cùng với tôi không? Supai e isshu ni ikimasen ka? Bạn có cùng đi siêu thị với tôi không? Rồi, cái masen ka này tức là thể hiện sự rủ rê cái người nghe cùng làm việc gì đó với mình. Và động từ thể mas bỏ mas, ma sổ cá cũng gần như tương tự như vậy, cũng thể hiện sự rủ rê. Nhưng cái mẫu câu này nó chủ động hơn là mẫu câu này ha, chủ động hơn ha, chủ động cũng là rủ rê người đó cùng muốn làm một việc gì đó với mình thôi. Đó. Supai e ikimasen ka? Có đi siêu thị cùng với tôi không? Hoặc là kaimono ni ikimasen ka? Bạn có đi siêu thị để mua đồ cùng với tôi không? Ở bài trước tôi đã nói các bạn về động từ đi đến về. Thì tiếp theo là nơi danh từ chỉ nơi trốn. Tôi nhắc lại bài trước của chúng ta ha. Danh từ chỉ nơi trốn. Ế. Rồi. Danh từ chỉ nơi trốn. Rồi một cái tính từ hay danh từ gì đó ha, danh từ chỉ nơi trốn mà danh từ bình thường là rồi chọn từ ni. Ikimasu và kaerimasu. Chúng ta sẽ đến đâu đó để làm gì? Ha. Đến đâu đó để làm gì? Chẳng hạn như là supai kaimono ni ikimasu, đi siêu thị. Chúng ta dịch là đi siêu thị để làm cái ni này. Đó. Đây là mẫu câu phía trước, đi đến đó để làm cái gì đó thì chúng ta dùng mẫu câu này. Còn khi mà chúng ta rủ dê ai đó thì chúng ta dùng là động từ là thể mas bỏ mas và thêm masen cá. Đó. Thì đây chẳng hạn như là bạn có đi siêu thị cùng với tôi không? Supai e ikimasen ka? Rồi. Supai e ikimasen ka? Thì nó là động từ thể mát của nó là gì? Ikimasu. Nhưng mình bỏ mát, mình thêm masen ka thì nó ra cái rủ rê. Đó, masen ka, bạn có đi siêu thị cùng với tôi không? Còn cái maso ka, chúng ta cùng đi thôi. Isshu ni ikimasho. Isshu ni ikimasho. Rồi, nó là thể là ikimasu. Khi mà bỏ mas, thêm maso, theo rủ rê ha. Chúng ta cùng đi thôi. Isshu ni ikimasho. Thằng nào, chúng ta cùng nghỉ một chút nào. Tiếng Việt đấy ha. Rồi, chúng ta chotto yasumimasho. Khi chúng ta làm việc chung với người Nhật ấy, hoặc là chúng ta qua Nhật học hay là đi làm thêm gì đó. Khi mà chẳng hạn hai người làm chung với nhau mà khi lúc ấy là hơi mệt mỏi chút xíu, bảo là chúng ta cùng nghỉ một chút thôi. Ha. Tức là cái người nói đã thể hiện sự chủ động. Cái người nói là rủ người nghe làm việc gì đó mình nhưng mà thể hiện sự chủ động, đang mệt rồi ha. Chúng ta cùng nghỉ một chút nào. Chotto yasumimasho. Yasumimasho. Masho này là cái thể mas của nó là yasumimasu. Nhưng mà nó bỏ mas, nó thêm masho. Rủ rê ha. Chotto yasumimasho. Đó, thì đây là một câu rủ rê và chủ động. Nên chúng ta cần phải chú ý.